chưa kể là bà ta còn chửi rủa ông Phan Văn Mãi, chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh nữa. Đó, nhưng mà bây giờ thì lại quay xe rồi, lại bảo là anh Phan Văn Mãi anh không hề hại tôi, anh cũng không hề chỉ đạo làm cho tôi vào tù, mà cho tôi vào tù là một nhân vật khác, chả có nhân vật nào mà cho chị tù cả. Chính pháp luật đưa chị tù dựa trên quan điểm của pháp luật, chị sai thì chị phải đi. Nên sống ở một cái chế độ đảng cộng sản thống nhất, một đảng, đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, chính phủ điều hành, nhân dân giám sát, ai cho chị cái quyền là đi chửi, đi xúc phạm danh dự của người khác? Không ai cho chị cái quyền đó cả. Còn hôm nay tôi nói này, mấy cái bạn mà coi như là đăng clip lên là bảo chị Hằng đâm đơn kiện những ai chửi á, vô đây kiện tôi, vô đây mà kiện tôi. Tôi đã ngồi tôi phân tích, tôi nói thì chỉ có đúng, không sai được. Còn nói đến sư Minh Tuệ thì tôi cũng nói thế này. Vì sao mà nó lại có cái câu chuyện như vậy? Cả nhà mình ạ? Theo em được biết thì cả nhà chúng ta là ở đây có lẽ là cũng có một số người đã từng đến quê hương của thầy Thích Minh Tuệ rồi, và cũng rất nhiều người chưa được đến, đúng không ạ? Thì em sẽ chia sẻ thế này này. Thực ra nói về sư Minh Tuệ thì trước đó khoảng gần 4 năm em cũng vô tình lướt trên YouTube đã thấy rồi. Nhưng mà lúc bây giờ là đang còn giao diện một cái gọi là cái mảnh vải màu trắng vá thì ngồi ở trong cái hang đá đông đông á, thì có một bạn là ở bên YouTuber là hay thi thoảng lên đó đi quay đó. Nhưng mà cái điều mà Chiến không ngờ á, là sau 3 năm thì tự nhiên là lại chính cái nhân vật này, tức là gọi là gây bão mạng đó. Điều Chiến không ngờ, bởi vì trước đó mình chỉ thấy biết vậy thôi, chứ mình cũng không có xem. Mình nghĩ sao lạ nhỉ, sao có cái thằng cha nào mà tự nhiên lại bỏ chùa bỏ nhà mà nó cứ như là đi tu ẩn, mà đi vào trong rừng trong núi như thế này. Thì cho đến khi mà bắt đầu thầy Minh Tuệ đi ngược trở vào đến Ninh Bình, bắt đầu với gây sự chú ý cho Chiến, thì cái hôm đó là sư Minh Tuệ cùng với một số người gọi là anh em huynh đệ đi cùng đoàn, thì mới dừng chân cách nhà Chiến ở Hà Tĩnh đâu khoảng tầm độ 500m để nghỉ lại buổi tối. Thì Chiến cũng không có ra, bởi vì Chiến nghĩ thế này này, thôi bây giờ dân người ta đông mình ra làm gì, mỗi người một ý thức, ra cũng chẳng giải quyết được gì cả. Đến khi mà vào tới Quảng Bình, tức là thì bắt đầu Chiến mới nhận thấy có vấn đề. Thì trưa hôm đó là Chiến mới tức tốc là phi xe vào tới Quảng Bình, thì gặp đúng đoàn nghỉ trưa ở ngay chỗ huyện Lệ Thủy, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, hình như vậy đó, Chiến còn nhớ. Thì lúc này Chiến vào không gặp được sư Minh Tuệ, mà gặp sư Minh Tạng với lại cùng với hai huynh đệ nữa. Còn sư Minh Tuệ thì nghe nói là ở trong kia đó, ở bên trong cái một cái vườn tràm ấy. Thì coi như là Chiến cũng là bảo thôi được rồi, bây giờ ở đây mình đồng hành với đoàn một tí, thì Chiến cũng có phát like đó. Thì bữa cách 3 ngày sau thì Chiến lại chặn lại ở Huế, thì tiện thêm một đoạn. Thế sau khi mà vào tới Huế rồi á, thì nghỉ chân, thì lúc đó là đoàn là tan rã, thì cũng có những cái thông tin trái chiều. Nhưng cái vụ tan rã này á, thực ra mà nói là những cái bọn mà ghét sư Minh Tuệ á, không chấp nhận sư Minh Tuệ á, lại là những bọn là cười to nhất. Chúng nó tưởng là thế này thế kia, chúng nó lên hô là Lê Anh Tú đã bị cộng sản bắt, đã bị công an gô cổ à. Nhưng mà thật ra chúng nó không hề biết, chúng nó không hề biết đây là một cuộc thanh lọc đó.
một cuộc thanh lọc của chính quyền chúng ta, tức là để biết, để nhận diện được một cái vấn đề, thằng nào giả là giả luôn mà, ông nào thật là thật, là thật luôn, thì lòi ra luôn, đúng không ạ? Tại sao chỉ có một đêm mà xuất hiện tới 11 ông sư nữa thì cả nhà biết, đúng không ạ? Trong vòng một đêm tại Huế mà xuất hiện thêm 11 ông, sáng mai lòi ra 11 ông nữa, nhìn ông nào ông lấy, mẹ nó xin lỗi nhé, mắt là lì lắc lô lắc láo đó, mắt cái này đúng, đúng mắt cái này đấy đấy, mẹ mắt rất rất là gian luôn, đúng không ạ? Nhưng mà khổ nổi cái chúng nó không biết an ninh của Việt Nam đã gia nhập vào trong đoàn của sư Minh Tuệ rồi, cho nên thằng nào mà gia nhập vào đó có ý đồ không tốt đã nằm trong cái tầm soi rồi, chỉ điểm bắt ngay chứ không có, không có nói nhiều, chỉ điểm bắt ngay. Bởi vì sao? Bọn nó đã manh động từ khi đất Quảng Bình rồi đó. Bọn nó đã manh động từ ngay từ đất Quảng Bình, cho nên là bị lộ. Thì rõ ràng làm sao mà qua mắt được cơ quan an ninh được. Nói về an ninh tình báo Việt Nam thì số 1, Mỹ còn phải sợ, Pháp còn phải sợ, ba cái thằng mẹ nhâm nham với Việt Tân với ba cái thằng mẹ đấy, đệ tử của Trân Quang này làm ăn cái đéo gì. Tôi nói thật đấy, đúng không ạ? Làm sao làm được? Không bao giờ làm được một cái gì cả. Còn tôi nói với các bạn này này, đừng có mơ tưởng, nhất là chị Hằng, nhất là chị Hằng ảo tưởng sức mạnh một cách rất lạ kỳ. Đó, chị ta ảo tưởng sức mạnh một cách nó lạ kỳ thế. Tôi nói thật, chị cũng là người dân. Tôi đồng ý chị Hằng là một người công dân rất tuyệt vời. Đó, một trong những doanh nhân thành đạt lại có công góp phần trong phần xây dựng và phát triển cho quê hương và đất nước. Chị là cũng là một những doanh nhân tiên phong trong những cái việc mà đó, gây quỹ để mà mổ tim cho các em nhỏ. Điều đó là không thể mà không phủ nhận được. Chúng ta không phủ nhận cái vấn đề đó. Chúng ta rất cảm ơn chị và anh Dũng. Nhưng cái gì cũng vậy, tôi nói với các cả nhà này, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Bộ Thông tin và Truyền thông, một anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tham gia ba cuộc chiến chống Pháp, chống Mỹ và chỉ mặt trận chiến trường Campuchia đánh đuổi Pol Pot, có công là thưởng nhưng phạm tội vẫn phải xử như thứ dân đấy, án chung thân, thấy không ạ? Án chung thân luôn, bộ trưởng đấy đấy. Cho nên là chúng ta phải hiểu được, chúng ta đừng có nhìn cái được của họ mà chúng ta lại cổ suý cái sai của họ làm được. Đúng là mình tán thán, mình biểu dương, nhưng họ đã sai là mình phải lên tiếng, mình phải cần cho họ biết họ sai ở chỗ nào, đúng không? Tôi nói đơn giản thôi, tôi không nói về vấn đề coi như là tôi không nói về vấn đề xã hội cuộc sống, mà tôi chỉ nói vấn đề an ninh quốc gia thôi. Chị Hằng đã vì mục đích sự nổi tiếng của mình, vì một cái phiên live của mình tổ chức tại Đại Nam, mục đích là để lôi kéo người ta đến càng đông càng vui, mà chị lại đem cái câu chuyện là tổ chức Việt Tân ra làm hoang mang cả xã hội. Cái đó là cái hành vi không chấp nhận được. Làm gì có Việt Tân nào, đúng không ạ? Một cái con mẹ đó nó đến nó cũng có nói gì đâu. Thế tôi hỏi này, con mẹ đó nó không có quen biết gì chị Hằng, cứ làm sao mà nó phải khóc, đúng không ạ? Cho thấy một điều, sự thân mật của hai người trước đó, khi trước khi chị Hằng đi tù, là hai người đã biết nhau rồi. Thậm chí có lẽ là bà này đã từng là người có thể là giúp việc, hoặc là phò tá, hay là nhân viên, hay là quan hệ trong một cái vấn đề gì đó rồi. Và người này rất mến chị Hằng. Khi thấy chị Hằng về thì bà này qua đến và bật khóc vì xúc động nhìn thấy thần tượng của mình về, đúng chưa? Và chị Hằng có một câu
Không sao, em đã về rồi, em mạnh mẽ lắm. Điều đó chứng minh được rằng hai người có quen nhau. Còn bạn Oanh á, tôi nhớ là bạn Oanh nào đó, bạn cũng hay lên clip để phân tích. Bạn đang phân tích sai. Bạn, tôi để ý bạn, tôi không có nói gì cá nhân bạn này, nhưng tôi vẫn thấy là bạn này có những cái lời phân tích nó chưa khách quan. Bạn ta vẫn đang nghĩ rằng là mình quay xe chị Hằng vì này vì thế kia. Tôi nói luôn, quan điểm không ai quay xe chị Hằng cả, mà người ta chỉ quay xe bởi những cái sai trái của chị, còn chị đúng không ai quay xe với chị cả. Thế thôi. Chị Hằng mà đúng thì không ai quay xe. Chị cứ thường tôn pháp luật. Nếu chị nói một câu rằng chị thương dân, chị vì nước, chị yêu nước, yêu đồng bào, thì chị hãy làm tròn bổn phận của một công dân Việt Nam. Đừng làm náo loạn xã hội. Đừng tự cho phép mình ngồi trên pháp luật. Tôi nói đơn giản như thế này nhé, yêu dân ở chỗ nào đây? Đi kích động những cái câu nói nó mang tính gây hoang mang cho xã hội. Đó, chị Hằng phải nhận thức một điều. Nếu là tổ chức Việt Tân thì phải bắt ngay tại chỗ luôn. Làm gì có chuyện mà ém hẳn luôn, sau đó đến ngày 20 bắt đầu với công bố. Đúng không ạ? Đó. Cái thứ hai nữa là gì? Chị ta đã đụng chạm và xúc phạm không danh dự hoạt động của trại giam, mà đơn vị trại giam là thuộc tổ chức của nhà nước. Và chị cũng phải cần nhận thức rằng khi chị nói lên điều đó là chị đang tiếp tay cho bọn phản động để nói xấu nhà nước. Phải, nếu là một người giỏi, một người thông minh là phải hiểu được cái điều đó. Vậy tôi hỏi mọi người, bằng chứng đâu để bảo rằng chị yêu nước? Yêu ở đâu? Chị yêu nước tôi mà chị đi nói xấu nước của tôi à? Đúng không ạ? Chị đang vạch áo cho người xem lưng đấy. Chị Hằng thừa biết rằng bọn tổ chức phản động nó luôn cài cắm, luôn tìm cách mọi khe hở để nó nói xấu đảng ta, nó nói xấu dân tộc Việt Nam. Mục đích là để gây sức ép cho Việt Nam bất lợi trên đấu trường quốc tế. Đó. Mà bây giờ mọi chị Hằng không nhận thức được ra điều này thì hỏng rồi. Đúng không ạ? Chị Hằng đang nhận thức sai rồi. Mà cái sai của bản thân chị mà chị lại không nhìn ra. Chào Minh Minh, cảm ơn Minh Minh nha. Cái vấn đề ở đây không ai quay xe và cũng không ai chửi chị Hằng. Nhưng mà chúng ta đang đưa ra những cái luận điệu nó mang tính khách quan. Những cái lập luận nó mang tính khách quan. Dưới con mắt nhìn của xã hội, nhìn vào cách phát ngôn và cái cách cư xử của chị Hằng vừa qua, liệu nó đã đúng hay chưa? Đúng không ạ mọi người? Thế thôi chứ có gì đâu. Cả nhà nhấp tay cho em anh cả nhà ơi. Không ai lại. Còn tôi nói các bạn thế này này. Các bạn đang sống trên một cái thể chế của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quyền con người tối thiểu, các bạn có thể yêu ai, mến ai, quý ai, trọng ai, đó là quyền của các bạn và chúng tôi không có quyền ngăn cản. Nhưng chỉ mong một điều rằng các bạn khi mà đã thần tượng một ai đó thì hãy thần tượng bằng lý trí. Còn chúng ta đừng cổ súy cho những việc làm sai của họ. Cái đó mới là cái điều tất yếu của một con người hiểu biết. Còn nếu mà các bạn mà cứ đi cổ súy cho những cái việc làm sai trái, những cái lời phát ngôn thiếu chuẩn mực, các bạn lấy cái bia của họ là người có tiền, các bạn lấy cái bia của họ, à họ đã từng cho anh A, anh B cái này cái kia, các bạn là nghĩ tốt, các bạn thân tưởng, các bạn bảo rằng người ta là quốc mẫu, người ta là Quan Âm Bồ Tát. Tôi thấy như thế là các bạn đã sai rồi.
Các bạn chưa con mắt, có con mắt nhìn người. Một con người tối thiểu chúng ta cần phải biết ở đâu là làn ranh đỏ, đâu là làn ranh màu vàng, đâu là vạch màu xanh. Đó, các bạn đi ra tham gia giao thông á, nó không có ba đèn đâu mà. Đèn xanh thì được đi, đúng không ạ? Đèn vàng thì chuẩn bị dừng lại, và đèn đỏ là cấm hẳn. Thì chị Hằng ít nhất cũng phải hiểu được cái luân lý này. Đâu là cái nơi để chị đụng vào? Đó, những cái điều vi phạm pháp luật, chị là con người có hiểu biết thì chị cần phải hiểu biết hơn nữa, chứ không phải là hiểu biết đến đó là thôi, đúng không ạ? Còn tôi nói thẳng luôn, tôi không fan hâm mộ sư Minh Tuệ. Tôi nói thẳng luôn, bởi vì sao? Tôi chỉ ngưỡng mộ thôi, tôi chỉ ngưỡng mộ sư Minh Tuệ. Bởi vì quan điểm của tôi, fan hâm mộ là khác mà ngưỡng mộ là khác. Hai điều đó, hai phạm trù với tôi, với sự hiểu biết của tôi là khác nhau, đúng không ạ? Khi mình là ngưỡng mộ một ai đó thì cái tư duy lập luận của mình nó sẽ luôn luôn khắc ghi họ đó. Còn mình fan hâm mộ thì hôm nay mình fan ông này, ngày mai mình không fan nữa, mình đi fan thằng khác, nó bình thường, đúng không ạ? Thế nhưng mà chúng ta hãy dành cho sư Minh Tuệ bằng một sự ngưỡng mộ. Một con người rất bình thường nhưng người ta làm được những điều mà nó gọi là phi thường. Hôm qua giờ của tôi bị sập like, tôi rất buồn, tôi không like được, tôi không nên nói được những điều mà tôi muốn nói. Tôi đi lướt vào những cái đường like mà tôi thấy các bạn toàn nói giọng cổ suý, nói giọng phỉ báng không. Tôi nghĩ giờ tôi cũng chả biết nói thế nào cả. Nhưng mà tôi rất mong các bạn hãy có một cách nhìn nhận mình là con người, cần biết yêu thương nhau một chút. Các bạn đừng có vô cảm. Con người mà vô cảm bằng chính cái nỗ lực, trước cái sự nỗ lực và sự cố gắng của người khác, như vậy các bạn có xứng đáng hay không? Đó, những cái đối tượng mà các bạn đã từng cổ suý, bây giờ chúng nó ra làm sao? Đều bị vả miệng hết, đều bị quả báo hết rồi. Thì mình phải tỉnh lên chứ. Các bạn có thể không cần yêu mến chúng tôi, không cần nghe, nhưng các bạn hãy dùng trái tim của mình, dùng cái tư duy lập luận chính diện của mình để mình nhìn nhận về một con người.